Kem ngồi ai lên kem cầu cho mẹ thế. Nhìn con ba này. Cúng cờ lên cho cúng. Cờ lên chứ. Nè, nhìn cô Hiếu nè, nhìn thấy cô Hiếu nè. Lộn gì mà thun cổ dữ con, rất bình thường chứ, đừng có để nó thun cà phê. Nó thun thun cổ, không thấy cổ luôn. Bình thường thôi, đừng có thun cà phê. Nhìn nè, nhìn cô Hiếu nè, một cô nữa là nó sáu đừng có căng người vậy, cái đứa bình thường thôi, cờ đi, đừng có miếng môi. Rồi sao rồi? Cười tự nhiên giống như cháu chơi.
từ kem đào thảo đi. Rồi, quang huy. Rồi. Để qua đây để bắn qua cho nó em. Để. Hả? Đau thì nhão nữa, tao lấy nhậu chơi nữa cho vui chứ nhỏ nó buồn. Mày chạm nó mày. Qua con mà nó có chịu qua nhau không hay là nó đứng dạng hơn. Cái đồ người nhỏ thì nó ăn nhiệt tình nhất sợ nè. Mày. 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 Đi 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 đi. Vô con, vô cháu chứ mày cái gì đó. Đi. Để cái bánh nó chạm nữa quay phim cho dì Út với bà chị bà gõ phát thanh rồi thạch cho nó thở chị gì chắc đừng nào bấm gõ phát thanh chứ không phải đâu nó đầu á đi cho chú chim cánh cụt cái độ quả lớn rồi. Sao ăn xong rồi cho mấy chạy.